Xin chào quý chú anh chị các bạn. À, thấy là mùa mưa ha. Ui, mùa mưa ha, Thái bắt đầu cho làm cái mô. À, các bạn có thể đẩy ngoài bình thường ha. Mùa mưa nếu mà mô cao á, đẩy ngoài bình thường, nhưng mà ở trong là phải sao? Phải thoáng như thế này nè. Hãy nhớ nha các bạn. Đây, à, tất cả các mô đều phải thoáng như thế này nè. Đây các bạn. Ha. Đó. Dọc nha. Thoáng như thế này nè. Đó. Rồi. Mình cho các bạn xem nè. Dạng cây thì rất là đẹp đúng không? Đây. Dạng cây thì rất là đẹp. Đây. Nha. Dạng cây là đẹp lắm các bạn. Nha. Tuyệt vời. Nha. Cây tơ tháng 10 làm bông. Tháng 10 làm bông. À, đủ nhánh, đủ nhánh, đủ tay hết trơn rồi. Nha. Thấy chưa? Tháng 10 làm bông ha. Đó. Đó. Dạng đẹp, dạng lá đẹp không? À, thậm chí nè các bạn nè, thậm chí là đi chơi mà còn có nhãn ăn nữa nè các bạn. Đây nè. Thấy chưa? Nhãn nè, nhãn gì? Nhãn xuồng. Nhãn xuồng rất là ngọt các bạn. Tươi xanh nha, đó. Đó, nguyên cây. Im lắm bạn. Đi vườn như Thái cũng có cái niềm vui chứ đúng không? Nè, thấy chưa các bạn? Một lát là lên bán tải về hết nha. Một lát là lên bán tải. Đây mình để thêm đi. Bỏ túi, mình để dành mình đi về đường mình ăn. Đó, tươi xanh không các bạn? Đó, nhãn xuồng gì ngon chứ. Nè. Chứ chủ đề chính vẫn nằm ở đây nè các bạn. Đây các bạn sẽ thấy là trong một cái vườn như thế này, thế nào cũng sẽ có một vật hoa, một vật vài cây nó bị sao, nó bị xì mũ. À, cây tơ, cây già gì mình không biết. À, đó, đây các bạn thấy không? À, trồng cái mô nó vẫn cao nha. Hồi đó là trồng là 7 tấc nè, bây giờ cái cây 3 năm, sau 3 năm thì bây giờ hiện tại nó còn tầm 2 tấc tới 3 tấc. Các bạn thấy không? Thấy chưa? Đó. Thấy cho xới lên, xới tung nó lên rồi chúng ta đổ thuốc bệnh, rồi chúng ta khử xương xương nó ra. Đó các bạn thấy thấy nó bây giờ nó vậy nè. Nè. Cây tơ nó chuẩn bị các bạn, đúng không? Nè. Làm những cái công tác rễ như thế này nè. Bạn thấy nè. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ Thái sẽ hướng dẫn các bạn làm như thế nào ha. Và làm cái gì lên trên cái cây mà một số cây nó bị như thế này. Như nãy các bạn thấy ha, là nó có một cái cây mà chúng ta phát hiện kịp thời rồi. Thì như Thái nói là nó không có gì đâu xa, cho yêu cầu là mưa mà nó rớt xuống các bạn nha. Các bạn nhớ là mưa rớt xuống cái một là dính rồi. Hứa rễ liền. Ha, đối với những vùng đất chúng ta chú ý nè. Thái bữa Thái có chia sẻ rồi nhưng mà có thể là tiếp cận khách hàng ở hết đó. Thì hôm nay Thái chia sẻ lại. Thì ví dụ như một số khách hàng mà chuẩn bị trồng mới thì Thái nói là nên đào từ cái mô từ 1 mét trở lên đi. Cái mô mà các bạn nên nhớ là cái mô cứ càng cao ha, rễ nó sẽ rất là thông thoáng. Đối với miền Tây của Thái nha. Đối với miền Tây của Thái. Rễ rất là thông thoáng nên cái vấn đề quản lý mà cái những cái nấm nó rất là dễ. Còn đây là những cái lúc mà chúng ta xử lý là những cái tàn dư lúc trước chúng ta, tại vì thường thường chúng ta đắp cái mô tầm 6 tấc là chúng ta thấy nó cao rồi, 6 tấc 8 tấc thấy cao rồi, mà thực ra chưa các bạn, nó chưa đủ đâu nha. Nên nhớ là nó chưa đủ độ cao đâu. À, tại chúng ta trồng 3 năm sau thì nó sụp tầm 6 tấc rồi, bởi Thái kêu thường thường là 1 mét tới 1.2 là gì đó. Thì trong lúc đó thì nó còn 6 tấc thì lúc đó là ok rồi. Rồi bây giờ mà chúng ta lỡ rồi, trồng 3 năm mà chúng ta lỡ rồi, chúng ta làm sao nữa giờ, đâu có mâu được lên được đâu các bạn. Không có mâu lên được bảo đảm là không bao giờ mình ăn lên được, tay cái hệ rễ nó đã hình thành rồi. Đào động rễ cái là đứt rễ, đứt nó giận là chết, cây giận là chết vậy, không đụng được. Thì giờ những cái trường hợp nào mà chúng ta lỡ trồng ấy rồi thì cách khắc phục thường thường Thái đi ha, Thái đi nhiều nơi miền Tây có Thái nè. Khắc phục nhất là bạn nên đào một cái rãnh cho nó đi, cái rãnh cho nó cho Thái ha. Càng sâu càng tốt, đừng có đào mà cạn, đừng có đào cạn khỏi đào cạn chi. Tại bạn biết mà từ ít diện phải từ 4 tấc một cái rãnh, đặng nước nó rọt nó rất là nhanh ha. Nấm phi tốp, nấm bu sa nó từ cái nước ẩm, độ ẩm mà ra, độ ẩm của bạn mà càng ẩm ha, mà đụng với NPK nhiều nữa ha, là các bạn thấy nó chì mũ kinh hồn lắm. Nó mắc rất là nhiều bệnh cơ hội. Nên cái vấn đề ở đây là cái vấn đề mà bảo vệ cây sầu riêng là không có củ riêng ai hết trơn các bạn ha. Tại sao mà chúng ta mùa nắng chúng ta chăm tốt mà mùa mưa chúng ta lại chăm tệ, hay là mới một vài cơn mưa thì lại cháy lá rồi. Nó rất là nhiều nguyên nhân các bạn ha. Năm nay thời tiết càng lúc càng cực đoan. Rồi đây chúng ta xử lý tình huống này, ví dụ như một cây đó ha. Bây giờ một cái vườn Thái biết rất là nhiều vườn ha, người ta trồng 100-200 cây. Ví dụ người ta trồng 200 cây thì có thể là trên 100 cây ra bị xì mũ nữa. Người ta trồng do cách chăm sóc nữa các bạn, nó không phải đơn giản đâu.
Rồi. Thì cái cách mà chúng ta mà xử lý cái nấm đó thì chúng ta chỉ như thế nói nè, chúng ta chỉ tập trung chữa những cái cây mà bị nặng thôi. Còn những cây nào mà nó chưa bị thì chúng ta nên ngừa đi. Ha, mùa mưa này hạn chế đồng bê-ca lại nè. Đánh đường nước cho ngon nè. Nấm với tiên trùng cho mỗi một cái cơi. Nhớ các bạn, nấm tiên trùng cho mỗi một cơi mà chúng ta đã biết là chúng ta dễ bị bệnh rồi. Chúng ta dễ bị nhạy cảm trong cái vấn đề đó rồi thì chúng ta nên có một cái biện pháp ngừa đi là chắc cú nha. Đừng có để. Các bạn thấy là một cái cây nó làm cho người ta mất ngủ liền. Nên đừng có để. Rồi ví dụ như cái cây đó nè, ví dụ như trong cái vườn của các bạn thì thường thường chúng ta xử lý như thế nào? Người ta sẽ theo cách xử lý dân gian thì thấy chỉ nói sơ cách xử lý dân gian thôi. Thì ra ngoài các bạn mua ha, nó dễ lắm. Thì chúng ta ra ngoài chúng ta mua ví dụ nè, xì mũ. Thì bởi xì mũ nó có thấy nôm na là thấy đánh vô hai dạng thôi. Một dạng xì mũ do bệnh phi tốt. Một dạng do bệnh cơ hội. Cơ hội là sao? Là do mấy con mọt nó đục vô á. Mấy mọt mấy con thân nó đục vô á. Nó ăn lan vô á. Nó ăn lan vô cái bạch gỗ mình á. Đó. Bệnh cái bệnh đầu tiên là cái bệnh mà do nấm phi tốt. Là nấm phu sa là nó gây xì mũ cho cái cây á. Thì các bạn biết là nó nằm trong đất rồi ha. Hệ đệm đất của đất lúc nào cũng có chứa hai cái loại này. Một là vi sinh vật có lợi, hai là vi sinh vật có hại ha. Hai cái này mà nó mất cân bằng nhau là sao? Là nó sẽ gây cái tình trạng là cái cây của bạn nó bệnh liền. À, nói chung là ngồi đây nói thì ai nói cũng được các bạn. Nhưng đụng chuyện là phải mệt liền ha. Là xử là đụng chuyện là chỉ có nói chung là một là cái đụng chuyện là chúng ta phải làm mọi cách để mà chúng ta cứu. Rồi ví dụ như cái vườn đó bị một cây hoặc trong cái vườn của bạn, nói chung là tất cả các vườn nào trồng sầu riêng là đụng tới mà mưa là dính một vài cây trong vườn, một vài phần trăm chạy không khỏi đâu ha. Rồi cách đơn giản là sao? Đơn giản là người ta tưới thuốc nấm trước. Tưới nấm mới gọi gì? Cái Arifos 400, Arifos 620, hai dòng Arifos này. Tại sao Thái kêu đổ Arifos mà Tham kêu đổ khác? Lần đầu tiên các bạn nên đổ Arifos ha, để cho nó kích hoạt cái hệ thống miễn dịch của cây. Mình gọi là kích kháng chủ động đó ha. Nó sẽ tìm diệt lại những cái mầm bệnh đó. Có nghĩa là chúng ta nói nôm na như thế này, trong năng lượng của cây nó có một cái gọi là truyền giữ năng lượng. Một cái truyền giữ năng lượng có nghĩa là nó tích tụ trong cây, giống như là chúng ta nó có một cái nơi để mà nó dự trữ vàng vậy đó, năng lượng, đồng tiền năng lượng ATP đó các bạn. Đó thì khi mà cái cây nó phát hiện một cái nhóm bệnh rồi mà nó chưa kịp. Nó có nghĩa là nó các bạn muốn từ khi mà nó tấn công vô cái cây thì cái tế bào nó báo tín hiệu về cho cái mình gọi là cái mạch chủ của cái cơ quan đầu não của cây đó. Đó thì nó sẽ mất một thời gian. Đó thì nó sẽ huy động những cái miễn dịch nó sẽ cô lập cái vết bệnh đó. Nó sẽ cô lập vết bệnh đó. Thì bây giờ cái cây mình chúng ta đang yếu nữa. Thì làm sao để mà kích kháng cây nhất có thể thì chúng ta đưa Arifos vô. Nói nôm na vậy, nó sẽ kích hoạt hệ miễn dịch của cây. À đó vậy. Nó nôm na vậy cho dễ hiểu ha. Rồi, sau đó thì chúng ta tưới Arifos một cái ha. Rồi sau đó mà lần thứ hai chúng ta có thể tưới lặp lại 15 ngày sau Arifos với Mantaxy. Ha, Mantaxy thì chúng ta ra ngoài mua Mantaxy của Med Pacific nè các bạn ha. Arifos 400 cộng vô ha. Ít mà đâu có cần gì nhiều đâu các bạn. Hai thằng này có thể cộng lại quét đậm đặc vô cái vết mà bị xì mũ. Nhưng các bạn, nhưng chúng ta phải cạo nhẹ nó ra. Rồi, một số người ta sẽ lấy SD hợp trí các bạn, SD có hợp trí đó, người ta có thể đổ gốc luôn, người ta có thể quét lên cây luôn, rất là tốt nha. SD gốc đồng rất là tốt nha, đó là không có gì để bàn cãi thôi. Rồi có một số người ta sẽ cộng với kháng sinh ha, Arifos người ta sẽ cộng thêm casumin vô nữa, người ta sẽ quét hoặc người ta sẽ tưới. Hoặc người ta có thể mua vali vali năm các bạn, người ta cộng với kháng sinh người ta tưới, thêm một loại kháng sinh người ta tưới. Đó, rất là nhiều khách hàng người ta chữa các bạn, chữa thành công tại vì nó mới chớm bệnh, nó chữa liền là được. Nhưng mà có một số người ha, người ta để cho nó ăn lan cả cây. Rồi bắt đầu nè, hồi nãy là do nấm phi tốt với nấm bu sa, bắt đầu chúng ta tới cái bệnh cơ hội nè. Mình gọi là bệnh cơ hội nè. Bệnh cơ hội thì sao? Đất nó chua thì chỉ có đất nó chua thôi, cái con sâu cái con ấy nó mới thích được các bạn. Cái pH đất của nó thay đổi thôi, có nghĩa là bị chua, mưa nhiều nè, nước mưa nhiều nè, nó dầm nè, cây nó không lấy được dinh dưỡng, nó không tạo được năng lượng, nó không có tạo được cái kháng, nên nó sẽ bị, nó bị có cái con này con kia tấn công.
bạn sẽ lâu lâu bị sâu thân hay gì đó, ha, lâu lâu bị mọt này kia, mọt, nghe, thay này hay nói là mọt, mọt nó đục cái thường thường á mọt nó sẽ hay đục cái nhánh, nó ăn dè vô tới cái thân cái bắt đầu nó chịu, nó bị kháng lại rồi cái bắt đầu mấy con mọt nó tự tiêu hủy, nó chết, nó không ăn lan nữa. Còn những cái cây nào mà mật độ đất bị chua rồi đó, thì bắt đầu nó sẽ ăn từ dưới rễ nó lòn lên dài lên trên, bởi các bạn sẽ thấy là từ cái củ rễ dưới nó ăn rất là nhanh, ăn lan nhanh, các bạn không có diệt được nó là nó chết liền. Nó chết cái cây. À, nó chết cái cây là lúc đó là mệt á. Rồi. Thì cái trường hợp của cái bà này thì nó nằm vô trạng dạng thứ hai bệnh cơ hội. Các bạn biết là sẽ có mọt. Mọt nó đục nó sẽ làm nguyên một cái lỗ gần cổ rễ các bạn ha. Bởi vì thấy nó là sáng sớm á mà trước khi mặt trời mọc á, các bạn ra ngoài các bạn dòm cây đi. Các bạn sẽ thấy là nước nó thơm ra. Ha, là chúng ta coi thường thường thấy đi vô tất cả các vườn cá thẹn thấy coi chăn cổ rễ mà. Mấy chỗ khác mình thấy chỉ chữa còn dễ chứ, ngay chăn cổ rễ là nó mẫn cảm lắm. Cái cổ rễ là cái cơ quan đầu não của cây, nó sẽ chết. Đó, thì nó sẽ nằm chăn. Thì các bạn thấy hồi nãy nhìn thấy có quay cho các bạn xem là nó bị ngay chăn cổ rễ, đúng không? Các bạn ấy bị ngay chăn cổ rễ mà thái cứu được chừng 10 phần, thái cứu được chừng 8 phần rồi các bạn. Nó còn 2 phần nó chết bên này. Đó, các bạn thấy vậy đó, còn mệt nữa. Rồi, gặp những trường hợp vậy thì sẽ như thế nào? Thì thái có thuốc có thái chữa nghe mày. Thì như thái nói nè, cái thuốc của thái chỉ đáp ứng với các bạn là 80-90% thôi. Ví dụ làm 100 vườn sẽ có 10 vườn nó dược. Đây là thái chọn những con đường là khó nhất, anh em thái chọn những cái con đường kỹ thuật là con đường khó rồi. Nên sẽ dính tới tình trạng là nó sẽ không đúng với cái vườn này thì mình sẽ có giải pháp giải quyết khác. Còn đối với những cây tơ như này thì dễ trị nè. Những cây già nó lại có cách trị khác nha. Còn cây tơ nè. Thì các bạn biết là thường thường lá nó bị xì mũ là mình thấy nè, mình cho chỉ là cào cỏ ra. Rồi làm gì nữa các bạn? Các bạn đi mua thuốc chứ đúng không? Không. Thấy chưa cho đi mua thuốc liền đâu? Thấy chưa khoan. Bây giờ chị cứ cào cỏ ra cho em bằng sạch cỏ. Xới nó lên. Xới nó lên. Cái điều quan trọng là phải xới lên. Rồi làm cho nó thoáng cái bộ bầu ra. Xới lên, không xới mạnh quá các bạn. Xới né cái cổ rễ ra nửa mét. Phần nào bị xì là sẽ ưu tiên xới bên đó nhiều hơn, xới bên kia vẫn phải xới luôn. Nhưng mà xới ít thôi. Nha. Bên thần nào mà bị nặng thì sẽ xới nhiều hơn, xới sâu suốt. Mình bảo đảm các bạn ngay chăng cái chỗ mà bị thúi nó không có còn miếng rễ sống nào chăng á, nó thúi hết rồi. Chúng ta việc đầu lại làm là sẽ là phơi bờ. Phơi bao lâu? Phơi một ngày. Đừng có tưới nữa, bạn khóa bét lại hết đi, đừng tưới một ngày rưỡi cho nó ráo hết đi. Nó ráo cái đó đầu tiên là làm sao để cho cái hệ đệm vi sinh đó nó chết một phần nào đó đi. Nắm á. Thì tốt á. Ha, nó chết một phần nữa đi. Rồi. Chúng ta xới nó lên tạo cái hệ oxy cho nó lòn xuống dưới. Nó thoáng cái rễ dưới, đằng chừng nữa tạo tiền đề cho nó ra cái mới. Mấy người khách của Thái mắc cực lắm. Hàng con á thì đi xới lên. Ông già thì đem NPK cà gãi. Mày khổ không? Mày thấy cuộc đời Thái khổ không? Đó. Hai thế hệ sống trong một gia đình. Thì thế hệ trẻ lúc nào cũng thì chịu học hơn xíu. Thì các bạn biết giờ nó hơi tiên tiến hơn xíu thì chúng ta coi thôi. Trời ơi, cắt hết chân nước. Ông già thì gái đợi bay ca còn tưới luôn, tưới đậm hết trơn luôn. Cây chết luôn. Cây chết luôn các bạn. Và có lần đó là thì các bạn thấy là nó chết cây luôn. Về cuối kinh nghiệm ha, cuối kinh nghiệm thấy bán hàng hơi kỹ xíu lại. Thì giờ nó hỏi lại giờ anh cha anh có giao cho anh cái vườn luôn chưa, hoặc là không có ai can thiệp vô á thì ok em sẽ chấp nhận em xử lý nha, xử lý cho anh. Rồi bây giờ giống như một khách hàng này bạn ơi là ông anh ơi giờ cây của em vậy đó chắc nó chết quá, nói chung ta không cứu là chết á, chắc cứu không cứu là nó chết là chắc cứu, nhưng mà chúng ta có cái hướng xử lý rồi thì nó dễ, rất là dễ các bạn, không ảnh hưởng gì hết, ráng cố gắng xử lý thôi. Thì các bạn biết là nên nhớ là Thái cũng vẫn cho các bạn xài theo bình thường, vẫn nắm tiếng trùng. Ai mà không có cái thuốc bệnh như của Thái á thì có thể ra ngoài mua cái Rudumin cộng với tạc Vigo túi được nha, túi được tăng nồng độ lên được hết nha, thuốc bệnh là được, không có vấn đề, không nhất thiết phải mua của Thái đâu nha, ra ngoài mua ăn chịu về đấy, ra ngoài mua vì cố gắng xử lý làm sao để cho nó hiệu quả thôi. Tại cái xì mũ này á không phải là đơn giản mà đưa thuốc vô là nó hết đâu các bạn, nó còn nhiều thứ phải cà tạo đất lên lắm. À, nhưng mà chúng ta chữa lại một cái tức thời thôi,
tặng cho nông dân, người ta an tâm, người ta ngủ ngon, người ta ăn được là được. Thái đơn giản lắm các bạn ha, Thái đưa cho chị ít, không có gì hết. Thì giờ thường thường là như Thái nói ha, là Thái có đưa chị là tưới nấm với tiếng trùng ha, tưới nấm với tiếng trùng. Thì các bạn thấy là cái đồng phốt 680, cái nano đồng phốt 680 ha, nó nâng lên 220% cái lượng đồng và vitamin B1 ha. Các bạn tưới cái gốc cho Thái, cây tơ Thái cho tưới toàn bộ cây tơ, dàn cây tơ không bị bệnh là Thái cho tưới hết, không cần phải tưới tiếng trùng nữa các bạn. Cây tơ là không có cần tưới tiếng trùng ha, chỉ một cái chai nó kích kháng cây đều đủ khỏe mạnh, nước nôi ngon lành là ok rồi, không cần mà chúng ta phải tốn đó. Nhưng mà ai mà có cộng tiếng trùng như là càng tốt, với những cái vùng đất mà nó trũng quá thì nên cộng tiếng trùng vô, còn mấy thôi. À, những ai mà đó có cái cặp mà tiếng trùng với nấm á, thì chúng ta tưới bình thường, không có cần phải mua thêm nha. Được rồi. Rồi, cái phần còn lại làm sao để cho nó hết xì. Hết xì. Thái có một cái loại ha, Thái có cái loại là quét xì mũ nha các bạn. Cái hũ. À, cái hũ quét xì mũ. À, cái hũ trong này. Đó, thì trong đây thì nó có cái siêu nè các bạn ha, trong đây nó có cái siêu, nó có một cái túi trong đây nè. Hôm bữa Thái có dưới hướng dẫn cho các bạn đó nha. Các bạn đổ nước ra cho đầy hũ. Nha, đổ nước ra cho đầy hũ. Cái bắt đầu chúng ta tưới đổ đầy nước luôn. Đổ đầy nước cái hũ này luôn. Thái có đồng thời Thái tặng các bạn thêm cái cọ đó. Thái thì chúng ta lấy cái cọ chúng ta quét. Ha. Trước khi quét chúng ta là phải làm sạch cái vết bệnh. Các bạn, trước khi quét chúng ta phải làm sạch vết bệnh. Rồi sau đó chúng ta làm gì chúng ta làm. Ha. Đó. Đừng có nghĩ là à nó còn cái vết chúng ta quét luôn nó cũng hết rồi các bạn, nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Thái yêu cầu loại bỏ vết bệnh ha. Rồi chúng ta làm vệ sinh kia xong chúng ta quét lên, quét như thế này ha. Cái nước nó hơi màu ngã màu vàng, màu xanh xanh, màu vàng vàng như đó các bạn. Đó thì chúng ta quét sau hai lần là khô. Điều chú ý nè, thường thường nếu mà chúng ta bị một vài con mọt, một vài lú kiếm thì không cần phải mua cái chai mọt này của Thái đâu nha. Đó, còn ví dụ á mà mọt mà nó quá trời, nó ăn lan lên á, thì chúng ta nên cộng thuốc mọt, cộng thuốc sâu đục thân vô trong cái hũ đó luôn ha. Tỷ lệ là 1:1 là các bạn sẽ xử lý được cái vấn đề đó luôn. Và Thái yêu cầu ha, là sau khi mà chúng ta tưới kích kháng cây cho cây xong rồi thì sau một tuần chúng ta tưới kích rễ, làm cho nó tái tạo lại rễ. Một số cái người nào mà người ta cây mà nó khó lên ha, Thái còn cộng cho người ta thêm Atonic hoặc Comcast vô các bạn, nó tạo hơi rễ cho nó nhanh lên, nó không đợi được nữa. Còn những ai mà bình thường á, cây nó còn tỉnh á, thì chúng ta chữa bình thường thôi là được rồi, khô với bệnh ha. Các bạn quét được chừng, các bạn quét quay lại sau một tuần lễ ha. Có nghĩa là thường thường là nếu mà khô mà cái vết bệnh mà nó nhẹ là một tuần là nó khô rồi, là một tuần là khô gan chân đó các bạn. Có nghĩa là 2-3 ngày sau nó khô rồi. Nhưng mà nếu mà vết bệnh nào mà nặng mà lỡ mà chúng ta mà quét chưa kỹ á, thì chúng ta quét lại một lần nữa sau 7 ngày, 5-7 ngày là ok rồi. Thấy hay cho các bạn ha, thấy hay cho các bạn. Bình thường nhất là người ta lấy cái 680 này các bạn ha, người ta sẽ quậy nước ra đậm đặc ha, một các bạn quét lên cái cổ rễ cho Thái ngay mùa mưa này ha. Mần cỏ sạch xong đi rồi chúng ta quét luôn rồi ok ha. Cái bảo vệ cổ rễ là bảo vệ tối mật quan trọng đầu tiên mà Thái muốn nói cho các bạn ha, không có chần chừ với chứ, không có chần chừ, chúng ta phải làm thôi chứ không có để bệnh các bạn ha. Bệnh là người ta lo lắm rồi. Đấy, đơn giản ha, các bạn thấy đơn giản là chúng ta cứu được cái cây. Cái tơ nó còn rất là sung các bạn ha, nhưng mà các bạn đừng có để cho cái cây mà nó héo úa hết trơn nha. Cái cây tới với Thái là tới là còn phải tình trạng tỉnh này kia thì Thái mới dám chữa, còn mấy thôi các bạn có thể ra ngoài chữa nha. Thái làm video Thái mong muốn là có hai cách giải quyết: một là chúng ta ra ngoài mua, hai mà không chữa được nữa gặp Thái xử lý. Ok, đơn giản vậy thôi. Không có vấn đề gì xảy ra hết ha. Rồi ok các bạn, xin chào ha, hẹn lại quý chú anh chị các bạn trong các video sau.